riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đêm những nỗi buồn. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Anh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi. Mơ tình ta xanh như bài thơ. Anh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi. Xin cảm ơn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Bạn đã rất quen thuộc với chương trình Hát Vuông Vàng đúng không nào? Và bây giờ thì bạn hãy đứng lại để cùng lắng nghe những lời nhận xét từ hội đồng nghệ thuật của chương trình. Xin phép được mời nhạc sĩ Quốc An. Xin chào ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Đây là lần thứ hai mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tham gia chương trình Hát Vuông Vàng. Và đây cũng là lần thứ hai mà tôi lại có vài lời nhận xét đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Thì tôi nghĩ là với cái tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương bây giờ thì chắc chắn là khi mà Hồ Quỳnh Hương làm bất cứ một cái album nào mới đều chọn bài và đầu tư rất là kỹ. Và tôi hy vọng rằng là sau cái đêm diễn này thì sẽ có rất nhiều khán giả sẽ đi mua ngay đĩa của Hồ Quỳnh Hương về để thưởng thức và ủng hộ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Và có một điều nữa là hơi bất ngờ với Hồ Quỳnh Hương là trong album này có một ca khúc rất là dễ thương và có lẽ là các bạn trẻ sẽ rất thích. Đó là ca khúc Honey, tình yêu ngọt ngào, do chính Hồ Quỳnh Hương sáng tác. Xin chúc mừng.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn cả hội đồng cũng như tất cả khán giả. Hương rất là vui bởi vì đặc biệt là ca khúc Honey Hương sáng tác đã được một nhạc sĩ cũng rất tên tuổi đã ủng hộ và kêu tên ca khúc này. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình album vàng ngày hôm nay. Vâng, hồi kính yêu thân mến. Vừa rồi là nhận xét của nhạc sĩ Quốc An. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét của nhà báo Dạ Ly. Vâng, tôi thấy có vẻ anh Quốc An cũng là một fan của Hồ Quỳnh Hương đấy ạ. Nhưng bản thân chị thì có hai cái thắc mắc nhỏ như thế này. Được biết Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ rất là thích đặt những cái tựa album rất là lạ, như 12M, 222 chẳng hạn, đúng không? Và với hai album này thì Hồ Quỳnh Hương lại chọn hai cái tựa mang tiếng nước ngoài, và không chỉ có tiếng Anh mà còn có cả tiếng Pháp nữa. Vâng, và ý kiến thứ hai là trong cái hai cái bìa đĩa này thì hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương rất là ấn tượng, nhưng có ý kiến cho rằng nó không xinh và cũng không đẹp bằng Hồ Quỳnh Hương với những cái hình ảnh bên trong. Thì bạn có thể nói tại sao cái sự lựa chọn mình như thế này? Và xin cảm ơn. Dạ, thứ nhất là vì CD của Hồ Quỳnh Hương có tên mang tên tiếng Anh là cũng là rất là vô tình, bởi vì em cũng muốn gửi gắm những cái tình cảm và những cái mơ ước của mình trong một năm và còn nhiều năm nữa làm nghệ thuật vào trong cái CD đó, cho nên em mới lấy cái tên là Nonstop, tức là muốn nói rằng là Hồ Quỳnh Hương sẽ không bao giờ muốn ngừng lại hết, sẽ đi cho dù là trên con đường nghệ thuật thì có rất nhiều chông gai và sẽ có những sự yêu thương cũng như rồi sẽ có những cái sự mà không ủng hộ mình, nhưng không sao, tất cả những cái đó đều tạo nên một con đường để cho người nghệ sĩ bước, và chắc chắn là Hồ Quỳnh Hương sẽ cứ tiếp tục bước và sẽ đáp lại tất cả những tình cảm mà khán giả đã dành cho Hồ Quỳnh Hương. Đấy chính là những gì mà Hồ Quỳnh Hương muốn gửi gắm trong cái CD của mình và hai cái tên của album ạ. Xin được cảm ơn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã giới thiệu với khán giả về album của mình và ý nghĩa của những cái tên. Và tôi còn nhớ hình như Kim Cương Đen cũng có một lần nào đó tôi được nghe được người ta ví Hồ Quỳnh Hương như là một viên kim cương đen, có giọng hát như là một viên kim cương đen vậy, đúng không? Dạ, nghe kim cương đen thì có vẻ to lớn lắm, nhưng mà thực ra viên kim cương đen nó như là viên than đấy, bởi vì nó đâu có thật đâu ạ. Có nghĩa là Hồ Quỳnh Hương là một viên than đấy, chứ không phải một viên kim cương đen đâu. Nhưng một viên than được đốt cháy lên tỏa năng lượng gửi tới tất cả mọi người, đúng không, Hồ Quỳnh Hương? Dạ. Chính vì thế mà chị cũng nói rằng là cái hình đi ở ngoài của Hương không có được đẹp như ở bên trong, bởi vì là Hồ Quỳnh Hương thì chưa bao giờ cho mình là đẹp cả, cho nên là cứ làm cái gì nó xù xì đi cũng được ạ. Vâng, dạ. Hy vọng là Quỳnh Hương sẽ đẹp hơn và chúc bạn luôn thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.